ổn, đang cưa mình mà lại dám như thế. Con cay quá. Con cay quá. Con tính kế là thôi bây giờ con cứ làm nào để cho quay lại với con á, quay lại tập trung vào con á, xong lúc đó con đào. Con định như thế. Kia bố anh kìa. Thì con mình quay ra con bảo nhìn bố anh thì bố anh đang đứng trước nhà anh ý. Nhà anh ý bán trang sức đá quý. Thì con đi qua mà ôi nhà anh đây à? Thế con chồng con bảo là ừ nhà anh đây. Thế là tự nhiên con lại thấy yêu thêm một tí nữa. Lúc mà mua vé, chồng con lại rút ra một tập tiền, rất là nhiều tiền. Còn càng yêu thêm nữa. Con lại yêu thêm một tí nữa. Quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Xinh quá, hai vợ chồng đẹp đôi quá. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Xin chào cô Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Em là Ngô Chí Hạnh, em sinh năm 87 và nghề nghiệp kinh của em hiện tại là em đang kinh doanh về trang sức. Hỏi là quê con ở đâu? Quê con ở Yên Bái á. Yên Bái chứ phải Bắc Ninh một cách. Nhận dòng họ rồi. Vừa họ Ngô mà vừa ở Bắc Ninh nữa. Không, không phải Đồng Bắc Hương Ninh. Luôn. Yên Bái. Rồi bây giờ mời vợ của Sĩ Hạnh nào. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Con tên là Nghiêm Vân Nhi, sinh năm 1989 ạ. Và hiện tại con là founder của một hãng mỹ phẩm. Dạ. Vậy hả? Dạ. Vậy thì bây giờ quay ngược thời gian lại cho chú hỏi là cái cơ duyên nào mà hai đứa biết nhau? Bọn con có cái ngày hôm nay thì là con là người đầu tiên chấm. Khi đó thì con nhớ là vẫn còn hồi là con đang học đại học thì cũng hôm đó gặp một cái người bạn trong lớp thì bảo là ồ em xem em có bạn nào xinh không giới thiệu cho anh cái. Thế là hồi đấy là bạn con mới dùng cái blog 360 và ở đây anh xem là thế mà con mới chọn trong cái fan list. Lướt qua thì đúng cái của vợ con thì con dừng lại bảo ồ em này có người yêu chưa? Chưa anh ơi. Thế là bảo ồ triển cái nụ cười ở trên cái ảnh của vợ con. Nhưng mà thực ra hồi đấy là mình có nhìn hình nhưng chưa được nghe tiếng, sau này biết quen nhau rồi thì mới thấy vợ con cười không dễ thương lắm. hơi ồn. Cái lần đầu tiên gặp cô ấy ở ngoài đời thì thấy cổ như thế nào? Buổi đầu tiên gặp thì vẫn nhớ là có mặc một cái áo sơ mi màu xanh nõn chuối. Nhưng mà hồi đấy mùa hè vợ con cũng không được trắng lắm. Thế là còn mặc thêm một cái quần ngố cũng màu trắng. Thì con rất là ấn tượng với những cái sự tương phản như là áo xanh rồi da hơi áo xanh da hơi năm năm quần phối đồ nó rất là hỗn hợp vợ nó rất là tố cáo nhau ấy. Mà con vẫn ok vẫn quyết định. Thế còn Nhi thì sao? Lần đầu tiên thì trước khi mà con gặp chồng con ấy thì bạn của chồng con tức là chị chơi với con có nhắn tin là em ơi có một anh này hỏi thăm em. Thì con có nói là có ok không? Tại vì nếu không ok mà gặp thì mất thời gian. Thì chị cũng bảo anh này ok lắm. Thì đến lúc mà bọn con gặp thì là hôm đấy bọn con đi xem phim. Bọn con bắt đầu gặp nhau thì chồng con không nói một câu nào cả, cũng không có một cái ấn tượng gì. Nói chung là rất là nhạt nhẽo. Thế là về con mới nói với cả chị con là chị ơi chắc không hợp rồi, ít nói quá, chỉ là giả vờ thôi, sau này là nói tranh hết cả phần của con luôn. Và sau đó rất nhiều lần anh có nhắn tin, con thì con cũng trả lời đấy. Có nhiều lần rủ đi chơi rồi nhưng không hiểu tại sao lúc đấy chưa có duyên lắm với nhau, không có một chút rung động nữa. Một thời gian sau, thương một người này quá là kiểu cũng thấy là hơi vô duyên, rủ đi chơi cũng không đi, rủ đi ăn uống thì nói là bận nọ bận kia nhưng mà anh rất là kiên trì. Con nhớ là một ngày ngày hôm đấy là một tuần vừa rồi là cũng giãn mình ra rồi, không quan tâm mình, không nói chuyện với mình. Thì thiếu. Thấy thiếu. Con lại bảo với bạn con là thôi hôm nay đổi đi. Đổi không uống chai chanh nhà thờ nữa mà uống chai chanh ở Đào Di Từ. Là cái nơi mà anh này anh hay đi với bạn bè, cũng có đi tập thể với con mấy lần rồi. Tự nhiên hôm đấy con lại ra đấy con ngồi thì y như rằng là anh này anh đang đèo một người bạn con gái. Mà còn dựng tóc đôi với nhau hay sao nhớ mọi người để nhớ tóc đôi con nhớ. Kiểu như là ông trời sắp đặt như kiểu linh tính của mình rất là nhạy luôn ấy ạ. Thế là anh đi đến anh nhìn thấy con, anh mới hỏi con là ơ em đi đâu đấy? Xong con chỉ trả lời là em ngồi hàng trà chanh mà anh lại hỏi em đi đâu à? Chị hỏi thôi. Anh lại bảo anh ngồi bạn anh. Xong rồi tối về anh nhắn là em à, em có điều gì muốn hỏi anh không? Thế con bảo là không. Đến lúc đấy chồng con mới bắt đầu giải thích ừ bạn thân của anh. Thế nhưng mà hóa ra là lúc cưa con chán quá, đang tính là quay xe. Quay xe. Thôi bây giờ tới đây thì hỏi Sĩ Hạnh nè.
có thật sự là con quá chán nản với cái việc gọi là con cưa cô gái này mà cổ vẫn thờ ơ, vợ con quay xe con cũng hơi chán rồi. Vô tình gặp cổ thì con phải đã cái nư chứ. Đúng không? Nhưng mà cũng phải cảm ơn cái trường hợp ngày hôm đấy và cảm ơn người bạn thân đấy, về sau bọn con cũng vẫn chơi chung với hội bạn của anh Hạnh. Ừ. Con rất yêu đắng nhưng mà không được rồi, quả này là không ổn, đang cưa mình mà lại dám như thế. Con cay quá. Con tính kế là thôi bây giờ con cứ làm nào để cho quay lại với con á, quay lại tập trung vào con á, xong lúc đó con đá cho. Con định như thế. Con cũng bảo với cả chồng con lúc đấy là thôi bây giờ nếu mà anh có cái suy nghĩ là anh cảm thấy chán nản vì anh cưa em thì em cũng xin lỗi, tuy nhiên là mình nên gặp nhau một buổi để mình nói rõ các vấn đề với nhau, tại vì em cũng có, thực ra con bịa ra là em cũng có nỗi khổ nọ, nỗi khổ kia, chẳng có nỗi khổ nào. Xong con cũng hẹn gặp, xong con gọi hết đồ ăn ra, con ăn uống đề huề. Chồng con rất là sốt ruột rồi, con rất là muốn hỏi xem là câu chuyện nó như thế nào. Tuy nhiên là con không nói, con cứ ngồi ăn xong con nhìn chằm chằm vào mắt chồng con. Ừ. Chồng con sợ, mắt kiểu lúng túng luôn ý. Rón rén. Con không nói nhiều, lúc đấy chỉ chia sẻ mọi thứ thôi. Hỏi thêm về là thích nhau lâu chưa, rồi thế nọ thế kia đấy. Thế đến lúc mà chồng con chốt với con rằng là em cho anh xin một tuần, rồi anh đưa em câu trả lời, đang cưa mình lại kêu cho anh một tuần. Thế là con bảo vâng ok. Thế con lúc đầu con cũng giả vờ ok. Thế đến lúc mà đi trên đường đi xe về, trước khi về nhà thì con ôm một cái Hà Thính. Ừ. Về cứ bây giờ cứ nhắc đi nhắc lại là vợ anh cưa anh nọ kia, vợ anh ôm anh trước nọ kia. Thế là đúng là con ôm trước, con ôm. Thế xong con chỉ xuống xe con nói là thôi bây giờ em nghĩ là anh không phải là cho anh một tuần hay gì đâu, về anh yêu bạn thân anh đi, tại vì thế nọ thế kia. Nên con nói thế xong con bị con tắt máy luôn. Sợ quá, ngay ngày hôm sau phải gọi điện bằng được, tìm con bằng được, thế rồi anh có câu trả lời luôn rồi đấy. Tức là cái thực ra là rất là cảm ơn cái thời tình huống đấy. Ở đêm đó là con suy nghĩ gì anh? Con chỉ nhớ là con cảm thấy là mình lựa chọn đây là đúng cảm xúc của mình. Bọn con lúc đấy bọn con quyết định yêu nhau. Nhưng mà lúc đấy thật sự trong lòng là yêu vì hiếu thắng. Đột nhiên một ngày thì anh nhuộm tóc vàng. Tức là trước đấy anh cũng đã nhuộm rồi, nhưng về sau anh càng nhuộm đậm hơn, tức là cứ càng tẩy tóc con càng yêu. Tóc đen con không thích. Ôi, con, tại sao tóc thế? Trông kiểu ăn chơi một tí. Kiểu hồi đấy là đang từ kiểu trông lành lành, tự nhiên thì trông ăn chơi một tí đã yêu hơn một tí rồi. Có một hôm đang đi trên đường, chồng con đèo con ngang qua phố, thì tự nhiên chồng con lại hất hàm bảo kia, kia bố anh kìa. Thì con mình quay ra con bảo nhìn bố anh, thì bố anh đang đứng trước nhà anh ý. Nhà anh ý bán trang sức đá quý. Thì con đi qua bảo ôi nhà anh đây à. Thế con chồng con bảo là nhà anh đây. Thế là tự nhiên con lại thấy yêu thêm một tí nữa. Là do đi ngang cái nhà do... Phong thủy. Sau hôm đấy lại đi xem phim tiếp. Lúc mà mua vé, chồng con lại rút ra một tập tiền, rất là nhiều tiền. Còn càng yêu thêm nữa. Con lại yêu thêm một tí nữa. Tình cờ sau đấy con mới phát hiện ra là hôm đấy chồng con trúng số số. Trúng nhiều mà cũng vậy. Trúng số mấy chục vậy. Có một cái thời điểm nào đó là cổ là càng yêu con thêm một chút. Vậy thì tình cảm của con đối với cô ấy như thế nào? Chắc là số con may mắn nha, được luôn là có những cái cơ hội tự để làm cho vợ con rất là tình cờ và tự nhiên lại là yêu con hơn. Đây là mình lựa chọn nên mình phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Rồi bây giờ coi như cưới nhà được bao lâu rồi? Mà con vừa cưới, vừa mới kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Wow, mấy bé rồi? Lâu rồi mà. Hai bé ạ, con bé 5 tuổi và bé 6 tuổi ạ. Yêu lấy nhau là 7 năm. Ôi nhiều chuyện sóng gió các thứ lắm ấy. Đâu chuyện gì vui vui kể coi. Thì khi mà bọn con bắt đầu yêu nhau và bắt đầu bọn con cảm thấy là yêu thật sự rồi. Chồng con chính là nguồn động lực lớn nhất để con làm mũi, vì chồng con lúc nào bảo con là em hồi mới yêu đi ăn mà đang ăn hai người ngồi đối diện nhau cứ bảo con là em sao trông mũi em như con ếch đậu trên mặt thế. Không, không phải là ếch đậu trên lá sen. Rất là chê. Nên là sau này khi mà con cưới chồng xong con quyết định sang Hàn Quốc con thẩm mỹ. Wow. Con không muốn cho vợ con làm thẩm mỹ mà vợ con thì lại rất thích làm thẩm mỹ. Có lẽ cái mũi thôi mà làm đến 4-5 lần rồi và lần cuối cùng vẫn chưa ưng, suốt ngày buồn rầu vì cái mũi, rồi muốn xin làm thêm một lần cuối nữa. Nói đi nói lại lúc đầu con không thích đâu vì làm nhiều quá rồi, làm cái mang xong thì thôi được rồi, cho đồng ý cho làm lần nữa, lần cuối thì làm cho nó ra, làm đi sang Hàn Quốc làm. Bảo ok anh sẽ đi đồng hành cùng với em. Đi Hàn Quốc thì ở ngoài Hà Nội là bay tối,
bay cả đêm thì cũng mệt mỏi. Vợ vừa vào trong bệnh viện, em thấy anh bay cũng mệt rồi mà vào đây nghe toàn tư vấn thẩm mỹ, chắc anh ngồi ngoài anh nghỉ ngơi cho khỏe. Con lại mừng quá, con mà đúng là ủng hộ làm mũi một cái là con người thay đổi hẳn. Con ngồi ngoài con nghỉ ngơi, con vợ con đi vào trong lâu một lúc, xong lâu đi ra. Con ok, đi ra thì thấy đi đóng viện phí rồi làm hết các thủ tục. Sáng sau con cũng đưa vợ con ra viện, 9 giờ sáng. Con là bàn giao vợ con cho cái ekip đấy, đội. Thế con cũng có kinh nghiệm về làm mũi của vợ con lắm rồi, làm lâu thì cũng chỉ khoảng 1-2 tiếng thôi. Chờ 10 giờ sáng, 3 giờ chiều vẫn chưa thấy gọi điện gì cả. 4 giờ vẫn chưa thấy con gọi cho bên kia thì gọi nhiều quá, người ta không nghe máy, người ta bảo là chị vẫn đang ổn anh ạ. Thì các bạn bảo là thế bây giờ anh được vào thì không thấy nói ấp ống, xong rồi sao gọi không thấy nghe máy nữa. Bảo thôi chết rồi, hay có biến gì. Hồi xưa xem cái vụ nó sợ chứ, hơi sốc mà thôi chết rồi. Chờ mệt lắm rồi, vừa mỏi vừa mệt vừa lo lắng. Thì kết cục là khoảng 9 rưỡi tối, ui giời, bên bệnh viện gọi cho con bảo là xong rồi anh vào thăm vợ nhá, nhận vợ. Bảo ui giời sao 9 rưỡi này. Cái phòng đấy là cái phòng như kiểu chuyên mổ rồi, chỉ có ai được phép đi vào đâu, mà cửa kiếc sắt xiếc có to trông như ngân hàng ấy. Gặp ai cũng thấy giống nhau, chưa thấy vợ đâu. Vén mấy cái phòng vào đi ra thì tôi bảo y tá bảo là vợ đây, đi vào nhận vợ thì không nhận ra vợ luôn, còn có đúng hai con mắt còn lại thì băng bó kín mặt luôn. Là làm vợ anh đây thật á? Thế bảo vợ anh thưa thưa ôi hóa ra vợ con là trong khi con ở ngoài nghỉ ngơi tư vấn ngày hôm trước thống nhất đi làm mũi, nhưng mà vợ con lại đăng ký làm thêm mắt với lại cái gì nữa, viêm mặt nữa, hết mặt, làm hết mặt xây lại luôn ạ. Bổ mí rồi, đúng nghĩa là cái mắt anh chú hiểu rồi, đập đi xây lại, đập đi xây lại và sốc vào đầu. Ôi rồi, và đến lúc ấy nhìn cái mặt sợ lắm, lúc đó là như kiểu là sắc ướp Ai Cập ấy, băng bó kín như này thì con hoảng quá rồi, vừa bực vừa tức mà vừa lo về dìu luôn người yếu lắm chú ạ, vì bổ từ sáng rồi, xong vừa ra khỏi cửa phòng thì thấy mấy bên cạnh cũng thế, cũng mỗi một bà phụ nữ ở bên đấy cứ đi là lờ đờ này, cảm giác mình đang rơi vào một cái thế giới nhân bản hay sao ấy. Nó cứ suy nghĩ có khi nhầm vợ luôn không? có nhận diện. Lúc ấy còn phân vân mà ly dị luôn không, bỏ về. Nhớ đấy, có một cái bài hát của anh Hoàng Phúc chạy qua đầu con là đàn ông hết tình còn nghĩa, nghĩa tình hết lần này còn phải tấm chăm sóc, sáng đi mua cháo nấu. Rồi nhìn cái khuôn mặt đấy cứ bún cháo cho vợ con rồi nhỏ mắt, nhỏ mũi, vệ sinh xong rồi nào lại đưa ra viện, xong rồi lại để tái khám. Thì con còn nhớ có một buổi chiều con đang ngồi dưới, vừa sau khi xong ca chăm sóc cho vợ rồi ở dưới nghỉ ngơi một chút, rét, mưa nó hơi bắn vào mặt. Đúng cái cảnh là cô đơn thì tự nhiên lại thấy một đoàn chị em của vợ con đến thăm. Rồi là con chưa thân với mọi chị em, mọi người lại làm chị con em tưởng Việt Nam quá không đồng mà đi cùng đấy. Vô tình đã làm nói người là lừa dối mình rồi, bây giờ lại còn hóa ra là chắc là bàn bạc với đội em ở đây coi trong đầu luôn. Đây là quân địch đến không làm chuyện lạnh lùng mặt quay đi, vợ em ở trên, mọi người đi lên đấy ở dưới tiếp. Một ức lắm chú ạ, lúc ấy là sự cuối cùng trải qua cái cảm giác là chăm sóc xong và đưa về đến Việt Nam là mãi xong mới lại là hết buồn. Hôm đấy con có hỏi thăm rồi, con bảo là anh ơi nếu em làm mắt lên thì có xinh không, thì chồng con không trả lời. Thế con tự quyết thôi, không trả lời tưởng là anh đồng ý. Khi mà bắt đầu về thì chồng con bắt đầu không, tức là gần như là xong trách nhiệm chăm sóc và nói một tràng, nói rất là kinh, bỏ nhau vì vợ đi phẫu thuật thì chẳng tòa nào giải quyết cho anh cả. Mất khoảng một tuần thì con bảo ok, hứa từ nay không bao giờ động gì vào mặt nữa. Đến một tháng sau con cũng lại có lịch đi Hàn Quốc, con có lịch tái khám và cái mặt con tiêm ý là con đã đóng một cái gói đấy là phải được tiêm 2 lần, tốn mất mấy chục triệu ấy. Thì tiếp thì lúc đấy con cũng lắn đo lắm, con bảo bây giờ mà làm nữa thì về thế nào cũng cãi nhau chửi nhau. Thế là con sang con lại tiêm thêm một lần nữa. Đến lúc là về lần 2 con đã giấu, con đã lấy, tức là bình thường con để tóc như này, xong hôm đấy con sợ quá con tự lấy mái con cắt. Con cắt để thành máy che hết mặt rồi, về thì ông vẫn phát hiện ra. Người đàn ông về gia đình ra đi đón vợ yêu thương ra từ xa thấy trông giống vợ mình, nhưng một cái bộ mặt nhưng lại không giống vợ mình các bạn ơi, cái trông cũng rất là khác bởi vì nó vẫn bị cứng, nó chưa được tự nhiên. Tôi bảo thôi chết rồi, lại làm gì rồi, lại cãi nhau lanh tanh bạch đến 4-5 giờ sáng, đơn ly hôn đặt đầu giường. Nhưng mà con công tâm mà nói đi, mặt vợ con bây giờ với cái lúc trước khi sửa, cái nào đẹp? Con vợ con bây giờ thì
đẹp kiểu hiện đại, ngày xưa là đẹp kiểu cổ điển. À. Khả năng là cái số sinh ra là phải làm thẩm mỹ rồi. Thôi bây giờ mong muốn của ấy thay đổi điều gì? Thực ra thì cái con mong muốn ấy, thì trong thời gian qua vợ con đã tự thay đổi khá là nhiều rồi. Có một cái công nghiệp việc mới thì tự bản thân vợ con đã thay đổi rất nhiều, những cái gì kiểu nóng tính hay là cái sự chín chắn hơn. Rồi bây giờ tới con đó Nhi. Con thì con thấy là chồng con có một cái tính xấu, vẫn vô tâm. Như thế nào là vô tâm? Nhưng con cũng muốn là thể hiện tình yêu một tí, nhưng chồng con lại là người thật quá. Con đúng là con cũng là người bị kiểu không thể hiện tình cảm giỏi, hơi kiểu lý trí, cố gắng thì cũng chỉ được khoảng 7 điểm thôi. Đôi khi vẫn bị hơi để ý về vấn đề là ví dụ như là hai vợ chồng đi với nhau thì chồng con lúc nào đi đằng trước, chồng con bỏ quên con đằng sau luôn, thỉnh thoảng vẫn quên như thế. Thật ra nó không phải vô tâm mà là hời hợt. Đấy, khi mà TikTok ra đời ấy, là con rất chăm quay TikTok. Nhưng con rủ chồng con không quay. Và chồng con cãi nhau với con, cãi nhau rồi hai vợ chồng cãi nhau có những lúc cũng chuẩn bị bỏ nhau chỉ vì TikTok. Và chồng con cứ làm việc thì con lại bê đèn, bê máy. Con biểu diễn đằng sau lưng chồng con thì chồng con hỏi là em làm cái gì đấy. Thế mà là em quay TikTok mà chứ anh đã bảo anh không quay rồi em cứ quay. Mà chứ em có quay anh đâu. Em quay em mà, em đứng đây em quay mà, còn anh ngồi đây là việc của anh. Sau đấy anh thì cũng đã thay đổi. Đối với con thì là chỉ có những cái giai đoạn hạnh phúc. Còn để mà có những giai đoạn mà con được hòa hợp như ngày hôm nay thì bọn con cũng đã phải trải qua rất là nhiều cãi vã, rồi cũng đơn ly dị, rồi tác động vật lý, thực sự không thiếu một cái gì cả. Nhưng mà có một bài học mà con cũng ngộ ra trong cái giai đoạn mà bọn con yêu nhau, đó là ngày xưa thì con hay đối xử với vợ con theo cái cách mà con muốn. Còn bây giờ thì mình hiểu là cái đấy thì mình không thể làm được, mà mình phải đối xử với người kia theo cái cách mà họ muốn. Thôi vậy là quá hay rồi. Thôi bây giờ hôm nay trước khi tạm biệt đó, thì không biết rằng là con đã hạnh, không biết là con có cái điều gì để mà dành tặng cho vợ mình. Thực ra đây đúng là một dịp đặc biệt trong cuộc đời của con, bởi vì đây lần đầu tiên con được lên TV. Thì con cũng chuẩn bị cho vợ con một món quà. Có một món quà cho vợ con. Biết chuẩn bị quà. Chú cũng không hề biết luôn. Tất cả mọi người không hề biết. Con mà không con biết thật. Con có một món quà tặng cho vợ con. Ôi trời. Sau ngày hôm nay thì con có em có thể mở luôn. Thế á? Thật sự nhá, đầu con cảm giác là con phải đi làm thám tử ấy. Con thấy nói chuyện gì giấm dúi với chị biên tập rồi con bảo là không sao đấy, có chuyện gì đấy. Rung kìa. Ôi sao mở ra được anh. Ôi. Ôi, cái gì vậy? Đó không phải là một thứ gì to tát, nhưng thực sự đây là con tặng vợ con một thỏi son. Vì vợ chồng son là cái lý do đầu tiên. Thứ hai thì son là bố con này là biểu tượng phái đẹp, có sự may mắn và luôn xinh đẹp. Trời không chừng hồi nó bốc thăm trúng thưởng được luôn 5 cây son nữa. Và cũng gửi thêm một ý nghĩa nữa là chúc cho hai đứa sẽ luôn hạnh phúc. Vâng ạ. Và luôn luôn yêu thương nhau. Vâng. Và mãi mãi là sắc son với nhau. Thì chúng ta cùng tiếp tục đến với cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, xin chào chú Quốc Thuận, xin chào cô Hồng Vân. Con là Phùng Duy Dũng, năm nay con 34 tuổi, hiện đang làm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Con tên là Lê Thị Kiều Trang. Công việc của con là kinh doanh và sản xuất son môi và mỹ phẩm. Rồi, bây giờ kể cho chú Thuận nghe đi, là cái cơ duyên nào mà hai đứa gặp nhau? Hai vợ chồng con á, biết nhau á, là trên Facebook cách đây là hơn 10 năm. Chơi Facebook thì thấy Facebook của chồng con gửi lời kết bạn với con và cũng nhắn tin nói chuyện, hỏi chào em cho anh làm quen. Thì lúc đó là con cũng có người yêu rồi, thì con thấy anh chồng con lại là kết bạn chung với lại cái anh người yêu con, thì con cứ tưởng là bạn bè với nhau. Thì con cũng nói chuyện qua lại vậy, kiểu như là chào anh rồi mình làm quen. Lúc đó thì con có người yêu rồi, cũng không có nói chuyện nhiều. Tình cờ thì gặp mặt nhau ở ngoài đời á, là gặp ở quán bún mắm, thấy được anh này sao nhìn quen quen giống cái avatar mình thấy trên Facebook quá ta. Rồi sau đó thấy là chóng ảnh một chút xíu là nhìn ảnh rất là mắc cười cô. Sao mắc cười? Ảnh á là áo sơ mi trắng, quần ống bắp lê vậy nè, tóc thì cắt theo kiểu mà cúp y như cái máy ngô cái giáo đầu vừa lên đó. Con thấy ảnh rất là nhìn khá ấn tượng. Thì lúc đó là thì mới là 2012 à? Dạ đúng rồi. Thời đó là người ta đã chơi quần ôm rồi mà ảnh chơi vẫn còn le vậy nè. Thế là con mới thấy ấn tượng. Sau đó thì về nhà mới bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn và trao đổi số điện thoại cho nhau rồi mới gặp nhau. Tối về thì ai là người chủ động nhắn tin trước? Dạ lúc đó thì con cũng đi làm rồi nên rảnh, tối về cũng không làm gì thì cứ nhắn tin hỏi
em đang làm gì? Nói chung mình cũng không phải là giỏi trong việc tán gái, nên những cái câu hỏi là đơn giản mang tính xã giao là nhiều. Con trả lời lại, và tại vì cũng lúc đó là con cũng đang quen một lần tới mấy anh lần, quen một lần tới mấy anh lần. Đang trong thời gian là kén cá chọn canh, thử anh nào hợp với mình nhất. Con cũng bắt cá dữ quá. Nhưng mà là đúng rồi. Dạ. Cái lúc mà con vô con like Facebook của cổ á, ngoài cổ ra không biết chắc là Dũng cũng like nhiều cô lắm đúng không? Dạ đúng rồi chú. Có nghĩa là ai đớp thính thì mình dính thôi. Dạ lúc đó tại vì cũng mới tập chơi Facebook mà, nên lên mạng cũng rảnh, gặp ai là mình cũng thả thính, rồi mình cũng kết bạn, mình cũng làm quen nhiều. Lý do gì mà con quyết định coi như là chọn ảnh là người mà coi như con hàng tuyển đó, cuối cùng là con tuyển ảnh là người yêu cho mình? Cái này là cả một câu chuyện luôn. Lúc mà con bắt đầu quen với ảnh á, là con cũng quen một lúc là 4 anh. Con ở phòng trọ, con công khai lắm, cho biết địa chỉ luôn. Mấy ảnh cũng biết chỗ con, mà hên cái phòng trọ con nó có 2 hẻm, nên không bao giờ mà mấy ảnh đụng mặt nhau được hết trơn. Thì lúc đó con quen anh bên IT trước, thì thấy anh IT là kiểu giống như là trẻ con quá. Cái gì cũng hỏi ý con, giống như là muốn thích cái gì, muốn mua cái gì cũng phải hỏi con như thế nào, họ hỏi riết. Nên thành ra mình cảm giác là chắc là không bảo vệ được mình, nên con không quen nữa. Anh giáo viên thì ảnh thì thuộc dạng là kiểu gia trưởng, hở một cái nóng tính lên là có thể hạ cẳng tay với cẳng chân với mình. Mình cảm giác là người này không có, không ổn, cũng không bảo vệ. Dạ đúng rồi, không bảo vệ được mình. Mình đi lên luôn. Rồi tới tiếp theo là anh bác sĩ, thì anh đấy khá là tốt. Con là đang lúc đó là con đã xác định là chắc là con cứ anh bác sĩ, chứ anh này con cũng quen, nhưng mà con lại nói là chắc anh với em là quen nhau là bạn bè cho vui thôi, chứ không có thể tiến tới hôn nhân được, tại vì khác đạo. Thì lúc đó anh cũng cười cười hi hi thôi, anh cũng nói sao tùy em. Nhưng mà đến lúc mà khi mà con quyết định xác định với anh bác sĩ rồi á, thì mới thấy anh bác sĩ có một cái tính gọi là chiếm hữu, là bắt con nào là xóa số điện thoại, bẻ sim, kiểu như là nếu mà đã xác định yêu anh rồi á, là em phải cắt đứt hết toàn bộ những cái gì liên quan quá khứ của em, tạo những mối quan hệ mới. Oh. Yeah. Nhưng mà kiểu ép buộc mình làm cho bằng được á. Thế là con mới thấy vậy, con cũng không chịu được cái tính đó. Thế là con mới quyết định chia tay. Thì trong thời gian con chia tay là cũng Tết á. Tết thì con cũng nói với anh này là em có người yêu rồi, nhưng mà không biết sao ổng cũng cầm điện thoại lên, tự nhiên ổng gọi điện thoại hỏi thăm con. Thì con cũng bất ngờ, tại vì bình thường là mình thấy là mình từ chối với người nào á, mình nói thẳng là mình đã có người yêu rồi này kia á, thì hầu như là người ta đã xa, không liên lạc với mình nữa, làm gì hết trơn á. Vậy mà ảnh vẫn liên lạc với con, nên con mới quyết định là thôi thử nói chuyện với nhau xem sao. Thì rồi sau đó là sau Tết xong thì hai vợ chồng con lại gặp nhau nhiều hơn sau cái dịp Tết đó. Dạ. Thế còn bạn này sao, lúc đó là có người yêu chưa? Dạ lúc đó thì con chính xác là cũng mới học xong ra trường, thì cũng nói chung là cũng chưa có ai mà gọi là mình xác định yêu lâu dài hết. Dạ. Khi mà nghe cổ nói là về những cái mối tình của cổ, nhưng mà sao Dũng vẫn kiên trì gọi là theo đuổi cổ vậy? Tại vì con cứu bộ ảnh nhiều lần rồi cô. Cứu bộ sao? Cứu bộ sao? Trong lúc mà ảnh tán con á, là ảnh cũng có mấy cô theo đuổi ảnh, mà theo đuổi kiểu mà bám riết luôn, ngày nào cũng nhắn tin gọi điện thoại hết trơn á. Sau đó thì ảnh mới có một cái cô kia ở ngoài Thủ Đức, cô đó ngày nào cũng gọi điện thoại nói anh ơi em nhớ anh này kia vậy đó, anh có thể sắp xếp thời gian bữa nào xuống gặp em được không? Ảnh mới nói với con là bé Trang, là lúc đó mới bạn thôi là chưa có yêu, bé Trang anh nhờ cái này, hỏi nhờ cái gì vậy anh, đóng giả làm người yêu anh xuống từ chối tình cảm người ta được không, chứ không có người ta nuôi tình cảm với anh kỳ quá. Con đồng ý luôn? Con đồng ý. Thế là cô đó mới thôi, cũng chưa chịu công nhận là thích con, cho tới lúc mà bạn thân của ảnh ấy đi chung với nhau á, xe ảnh bị hư, con leo lên xe bạn của ảnh thấy vậy xong ảnh ghen rồi ảnh mới chịu, lúc đó ảnh mới chịu thừa nhận là ảnh thích con. Lúc đó ghen sao đâu Dũng? Trong người nó ấm ức lắm. Tự nhiên đang đi chơi với mình mà leo lên xe người khác để chở đi thì cảm giác bực bội. Về con bán xe đó đưa con mua xe mới luôn, khỏi chết máy luôn. Giận cái xe chết máy. Cho nên chắc là nghĩ là tại cái xe mà bà đi bà đúng xe người rồi khác. Vậy nè, vừa tức cái vụ xe mà vừa nhìn thấy cái người mình hiểu thương, rồi hiểu lại rồi. Leo lên xe cái thằng quỷ kia đi nữa đúng rồi. Lên tức càng tức thêm luôn. Dạ đúng rồi. Đến từ lúc mà cái vụ chiếc xe đó. Dạ. Đến lúc mà cái đứa yêu nhau đó là bao lâu? Tụi con cũng khó khăn, thì nói chung mà lúc đầu thì đúng là quen trong cái mối quan hệ là chưa xác định, nhưng mà từ lúc đổi xe cho tới lúc mà hai đứa thương nhau thật tình á là cũng 2 năm sau mới cưới. Là trong 2 năm đó có lần nào thôi nhau không,
hay là suôn sẻ luôn cho tới lúc cưới? Ảnh không bao giờ nói con chia tay. Con rất là thích thương ảnh ở chỗ là có tức như thế nào, có giận cỡ nào, con có làm gì sai như thế nào, ảnh cũng không bao giờ nói hai từ chia tay. Mà con Tăng con nói. Con thì có. Dạ con nói, lần đầu tiên mà con nói câu chia tay á, là con thấy là khi mà con nói với ba mẹ con là con khác đạo ấy, thì ba mẹ nói đó, cái này khó lắm nha con, tại vì nguyên cái dòng họ bên nội của con là đều theo Phật hết, và cũng có hai cô đều là đi tu là làm trụ trì này kia nữa, là con có nói chia tay với ảnh. Thì ảnh mới nói rằng là đạo nào cũng là đạo, cũng tốt đời đẹp đạo mà, em đừng có vì cái đạo đó mà chấm dứt cái mối tình cảm này, tại vì anh thương em thật lòng. Nhưng mà rồi lần thứ nhì là gì? Lần thứ nhì mà chuẩn bị chia tay thêm lần nữa là lần mà đụng bắt đầu là đám hỏi. Là tại vì con tưởng mọi thứ là được ba thuyết phục, được mọi người đồng ý cho hôn nhân rồi, tại vì thấy hai đứa con cũng tới với nhau lâu rồi nè. Tới lúc mà đám hỏi thì có một cuộc điện thoại của bên nội nói là đám hỏi của Trang là cả dòng họ không đi. Tối đó là con lại khóc thêm tăng nữa. Con mới khóc, con mới nói là nếu mà dòng họ không đi là em tủi thân lắm, hay là mình chia tay đi. Ảnh mới nói là không sao đâu mà, mình lại đi tới bây giờ rồi mà còn đòi chia tay thì làm sao mà được. Rồi cũng dỗ. Sau đó ba mẹ mới gọi lên, ba mẹ nói là ba mẹ thuyết phục được ông bà nội đi dự đám hỏi của con rồi. Với lại bà nội mà ông bà nội mà đi á, là cả dòng họ ai cũng sẽ đi. Rồi nói vậy xong cái lúc đó con mới bình tĩnh trở lại. Cái con mới quyết định quyết tới hôn nhân hơn. Nhưng bây giờ vẫn đạo ai nấy giữ hay là con đã theo anh rồi? Dạ đạo ai nấy giữ. Vậy là quá thoải mái rồi. Bây giờ hai bạn là có mấy bé rồi? Dạ hai bé. Hai bé cua tay với kia. Hai đứa là lấy nhau mấy năm rồi? 8 năm. 8 năm hơn. 8 năm luôn hả? Dạ. Wow. Con quen nhau 10 năm rồi. Là hai bé gái. Dạ. Đúng không? Rồi, chúc mừng nghe. Người có định thêm đứa con trai nữa không? Đang tính nói nhân dịp ngày hôm nay thì lên lễ này là lên tham dự chương trình Vợ Chồng Son này thì cũng sẽ hứa với anh là đẻ thêm đứa nữa. Còn trai với anh ấy. Yên tâm. Chút xíu chú Bin sẽ chúc con có một thằng con trai kháu khỉnh. Con yên tâm đi. Mà muốn chúc cho nó ngon miệng á, là giờ hai vợ chồng phải khui ra hết cái tật xấu của nhau. Nãy giờ thấy Dũng im lặng quá. Bây giờ mời Dũng khai mỏ đầu tiên. Xấu của vợ bây giờ là bừa bộn lắm. Làm cái gì xong là không có cách lại cho gọn gàng ngăn nắp gì hết. Làm quan hết đúng rồi. Còn lấy cái gì ở đâu không bao giờ để ngược lại đúng chỗ đó đúng không? Đúng rồi. Sao giờ nhiều đứa bị lắm luôn á. Chị có không? Không. Mà nhà chị ngoài chị với mẹ chị ra thì ai cũng bị cái bệnh hết. Có nghĩa là lấy xong là dục tại chỗ, không có cách trở lại chỗ cũ. Ủa nhưng mà thường là cái người dọn chiến trường là chắc Dũng đúng không? Dạ đúng rồi. Có khi nào hai đứa nhỏ nó phụ ba dọn dẹp? Giờ hai đứa lớn biết phụ ba này giỏi. Nghĩa là ba cha con coi như dọn dẹp. Đúng rồi, giờ ba cha con dọn dẹp. Tính xấu của vợ con tiếp là mua sắm online nhiều lắm mà mua không xài. Bình thời đại của các bà. Anh sợ con là vậy nè, con thích đồ bộ lắm. Thế là một lần con mua là 20 bộ, 30 bộ. Nhà con ở chỗ nào đặng cô làm hàng xóm. Đúng không? Hai chị em mình dọn tới nó mua hơi mấy chục bộ sao bận hết. Quá lụm. Mình làm hàng xóm chia bớt mặc giùm. Trời ơi chị mặc được, em mặc sao được. Con Liên. Đó vợ vợ em. Vợ em. Không nó xả nào mình hốt ở đó. Vậy đi chút xíu tôi lấy địa chỉ. Cái ảnh có chọc con rồi nói sao đồ bộ anh thấy mẫu nào cũng giống mẫu nào mà. Cái con mới cãi lại làm như có khác màu nhau mà. Cái có một lần con cũng vì cái chuyện đó mà con bỏ bề ngoại. Bữa đó con đi công việc nên con không có ở nhà thanh toán tiền. Thế là nhờ ảnh thanh toán giùm. Ảnh cầm nguyên một đống đồ bộ của con. Xong ảnh con vừa về một cách ảnh hầm hầm cái mặt. Lúc này mua. Cái con nghe vậy con tức lên. Con cuốn gói, con chạy thẳng về nhà ngoại con. Về tới nơi cái hai xu, ba nó mới xì xầm với xu. Cái xu nó gọi điện thoại về gặp bà ngoại. Bà ngoại mới hỏi, ủa gọi về chứ vậy? Ngoại, cho con ký gửi mẹ con ở ngoại vài hôm nha. Cái ngoại nói, ủa mẹ đứa nào đứa đó chăm đi chứ. Tự nhiên ký gửi không có luôn, không có chứa. Cho thấy là nó gọi, nó lại lay ba đó. Bà ngoại không trước kìa, mai về lẹ đi không tối là mất mẹ. Lật đợt ngày hôm sau là ba cha con phóng thẳng về Vũng Tàu đón mẹ lên. Mà đón mẹ đâu phải đón không đâu, phải mua chuột, mua tặng cái iPhone đập vô thẳng trán vậy nè mới chịu lên thành phố. Quá dữ. Lỗ nặng. Coi như mình kinh nghiệm lần sau tôi kể nó đi. Kể. Rồi gì nữa nè? Bộn nè. Rồi mua sắm online nè. Thức khuya. Thức khuya, cầm điện thoại coi phim thức khuya. Bên cạnh đó thì cũng nóng tính mà mỗi lần giận con là không có nói ra liền đâu.
cứ dồn nén bao nhiêu việc xả một cục bự vậy đó. Rồi bây giờ mong muốn vợ thay đổi đi gì Dũng? Vợ con được cái nấu ăn ngon lắm. Ông định quá ông ơi. Ông kể người ta 4-5 tuổi xong bây giờ bắt đầu ông định là nấu cơm ngon. Cái con phải mong muốn là vợ nấu ăn nhiều. Nào lên đây phim cho mình được thưởng thức món ngon lâu lâu. Bộ nhà ít nấu ăn lắm hả? Dạ không, ít nấu. Trước là con nấu nhiều nhưng mà sau này thì công việc của con khá bận. Nhưng mà khi mà chồng có thèm món gì á là con cũng vào bếp nấu được món đó đó. Chồng đang thèm đây nè, chồng bây giờ thèm con á là phải chịu khó nấu ăn nhiều hơn nữa. Nhớ nha, hạnh phúc là chọn lựa. Đúng rồi. Chọn rồi á là phải giữ, nghe chưa? Đó. Mà giữ bằng cách nào đơn giản quá. Chỉ ước có nấu ăn ở nhà nhiều thôi. Nấu đồ bổ đi, cho anh ăn đi, rồi sẽ có thêm một thằng con trai. Thấy chưa? Rồi bây giờ tới con đó. Con thấy ảnh đó tính là ảnh hay càm ràm lắm con. Rồi gì nữa? Không gì nữa. Ảnh rất là sạch nha, ngày tắm một ngày có thể tắm 2 lần chứ con là 2 ngày tắm một lần. Con là 2 ngày tắm một lần. Tự khui luôn. Rồi kể tiếp nè, còn cái gì nữa? Cái tật xấu của ảnh nữa là ảnh ít khi lãng mạn mà không biết cách thể hiện á con. Ví dụ? Kỷ niệm ngày cưới đi, hẹn hò ha. Thì ảnh cứ làm một cái, ảnh thích đặt ở nhà hàng nào, thích đặt món gì là quyền của ảnh mà. Mình chỉ cần tạo cho mình bất ngờ là em ơi tối nay đi ăn với anh rồi chở tới điểm hẹn thôi. Đằng này anh hỏi em, anh chọn cái nhà hàng này, cái hình ảnh như thế này, món ăn như thế này có được không em? Cái nó hết đâu cái sự lãng mạn. Ở lãng xẹt luôn. Thế thành lãng xẹt luôn, có nghĩa là con biết hết mục tiêu rồi. Thành ra là con không thấy cái độ ấn tượng ở đó ở đâu nữa. Con mong muốn chồng con được gì? Con mong muốn là anh chồng của con thì có thể lãng mạn hơn, tạo một sự bất ngờ gì đó cho vợ để đừng cho vợ biết cái gì hết. Cùng con quay video nhiều hơn để xây kênh TikTok cho bé Su nhà mình. À, đâu sẵn đây con mời hai bé lên đây. Bé lên. Hai bé này như cũng nổi tiếng TikTok đây nè. Dạ. Hai bé Su hả? Dạ, con chào bà Hồng Vân. Con chào bà Hồng Vân. Con chào hai bé. Con chào mấy vị khán giả. Dạ. Rồi. Hai bạn này là có một kênh TikTok đúng không? Dạ đúng rồi. Cái lượt follow cũng rất là cao. Dạ được thì... 2,1 triệu lượt theo dõi. Kiểu ba dẫn Su đi mua quà hoặc là ba đưa Su đến trường như thế nào, rồi một ngày Su ở nhà nấu ăn với mẹ như thế nào. Có nghĩa là video đó là quay những cái vlog bình thường trong cuộc sống thôi mà thể hiện được sự hạnh phúc của gia đình. Ai vô cũng comment là sao mà gia đình cô nhà Su hạnh phúc quá vậy, ước gì ba mẹ con cũng quan tâm con nhiều giống như ba mẹ Su quan tâm Su. Là hầu như là những comment như vậy. Su đọc được chưa? Dạ chưa. Mỗi đọc gì con vui không? Vui hả? Su lên lớp mấy rồi? Dạ lớp 2. Là sinh năm 2015 đúng không? Dạ. Su em năm nay lớp mấy? Là hả? Bằng không? Bằng với cô nhà em không? Bằng luôn, 2017 đúng không? Dạ đúng. Trời hay quá. Một đội hình quá đẹp, đúng chưa? Thôi, xin chúc cho hai vợ chồng Dũng với Trang ha, sẽ cùng với gia đình Su lớn, Su nhỏ sẽ luôn tràn đầy tiếng cười ha, yêu thương nhau nhiều hơn. Các bạn đang hạnh phúc bởi vì các bạn đã có một sự lựa chọn cho mình. Hạnh phúc là lựa chọn. Và anh chúc cho qua năm sau sẽ có một thành viên mới nữa, có thể đó là hai bạn trai nha. Sinh đôi luôn. Hai đứa con trai đến với gia đình của Trang và Dũng nha. Cảm ơn các con. Không biết. Rồi chúc mừng hai em nha. Dạ rồi. Mời quý vị, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại nha, khi nào chị nói mở mắt hay mở nha. Mở mắt Vin ơi. Đây à. Em ơi, chào em. Dạ chào chị. Trời ơi. Thấy. Ngồi cũng thấy. Xin chào người bạn. Em công nhận là tụi chị diễn giả không? Ở trên sân khấu diễn thiệt quá mà sao ở cái game show diễn là diễn giả dữ vậy trời. Giả cái gì mà giả, em thiệt đó nghe. Em té thiệt đó nghe. Đó. Em mới thực ra là tụi chị đã biết là ngày hôm nay là đã tiếp xúc với vợ chồng em ca sĩ Âu Hồng Phốt. Yeah. Xong rồi là thì làm một cái tiểu phẩm nhỏ mà sao thấy nó có duyên ha. Té một cái bạch cái nó đau. Em thấy dễ thương mà. Dùng dễ thương không Cương? Em cười khúc khích ở trong á. Dễ hả? Hút e. Ông thấy là tụi té. Em hết hồi em tưởng té thiệt, em định là đỡ chứ. Mà trời. Em nghĩ lại là em biết giả thôi để cho tự đứng dậy. Trời đất ơi, té thiệt đâu mấy ông. Ông qua đây ông ngồi ghế tôi té thôi. À, thôi phải nói là
khán giả, phải nói là khắp mọi miền đất nước và thậm chí là khán giả ở hải ngoại luôn cũng rất là biết và rất là mến mộ tiếng hát của Ưng Hoàng Phúc cũng như là cuộc sống vợ chồng của hai bạn. Thế nhưng đến với chương trình này chúng ta phải làm y chang cái format đó là giới thiệu về mình, tuổi tác và cuộc sống hiện tại. Nha, mời hai bạn. Lời đầu tiên cho Phúc xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân với lại anh Quốc Thuận cũng như là tất cả quý vị khán giả của chương trình Vợ Chồng Son. Mình tên là thôi nói tên ca sĩ đi ha, chắc thường thì tại bây giờ ra hay gặp mọi người ở ngoài thì hay giới thiệu tên thật, nhưng mà thôi bây giờ sẵn đây thì cũng cho mọi người biết luôn là Ưng Hoàng Phúc là nghệ danh, và tên thật của Phúc thì có một cái tên rất là dễ thương, đó là tên Thanh. Thanh à? Dạ. Cái gì Thanh? Nguyễn Quốc Thanh. Nguyễn Quốc Thanh. Dạ. Quốc Thanh với Quốc Thuận cũng ngang nhau đó. Hai người bạn đó. Quốc Thanh, Quốc Thuận. Đó, đồng hướng, đồng hướng. Sao Quốc Thanh nó khác mà Quốc Thuận nó khác? Nó ngoài vậy? Thiệt, chị thấy khác. Thật ra là Thuận rất muốn biết là ngoài ca sĩ ra thì Phúc có làm thêm cái gì nữa không? Nghề tay trái của Phúc đó. Thì bình thường thế thì Phúc trên sân khấu là ca sĩ, nhưng mà còn một cái công việc rất là đặc biệt nữa là giúp những người bệnh thoát vị đĩa đệm và thoái hóa cột sống. Chút nữa mình sẽ nói về cái vấn đề này nha. Rồi mời em. Dạ, lần đầu tiên em xin gửi lời chào đến chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Xin gửi lời chào đến tất cả những khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên thật là Võ Thị Kim Cương. Võ Thị Ngọc Soàn đó. Võ Thị Ruby. Dạ, em năm nay 35 tuổi. Dạ, nghề nghiệp chính thì bây giờ làm quản lý công ty của Ưng Hoàng Phúc và quản lý anh Ưng Hoàng Phúc luôn. quản lý từ cuộc sống đến sự nghiệp đó. Dạ, có nghĩa là gọi kiểu dân gian là sếp của... Lần đầu tiên là Phúc gặp Kim Cương là ở đâu nè? Rồi có ấn tượng lý gì do về cô gái này nè? Gặp nhau. Dạ. Lý do gì vậy? Nếu mà nói lần đầu tiên thì chắc là em là người ấn tượng nhất. Là bởi vì lần đầu biết đến Kim Cương á, là cô ấy đi ở ngoài đường và bước vào một cái quán. Thì lúc đó Kim Cương mặc một cái áo thun màu trắng và một cái quần short ngắn màu xanh. Và cái chân dài sọc xuống như nè, thì lúc đó là siêu mẫu. Nên là khi bước vào một cái quán ăn mà lúc đó là em ngồi đó trước, thì cái mình quay ra mình nhìn nguyên một cái nhóm bạn rất là đông, có rất là đông, nhưng mà tự nhiên sau cái mình lại để ý nhìn cái cô này, thấy cổ ngâm ngâm mà tướng cao mà mặc cái quần sọt ngắn này nè, tại vì lúc đó mình không có để ý lắm. Thì cái mình quay ra mình mới hỏi bạn người đó là ai, thì bạn mới nói là siêu mẫu Kim Cương. Lúc đó cũng chưa biết luôn, chưa biết Kim Cương là ai luôn, chỉ để ý thôi, chưa biết Kim Cương là ai. Thì sau cái hôm đó để ý rồi thì về mới gọi là search ở trên mạng lại để xem, thì mới thấy siêu mẫu Kim Cương là cô này đây hả, thì mới lúc đó mới tìm hiểu mới biết. Đó là ấn tượng của Phúc về Kim Cương. Thế còn Kim Cương thì sao? Nói chưa học Soàn dễ thương hơn á. Soàn em sao Soàn? Dạ. Giỏi thì học Soàn á. Thì lần đầu tiên thì em gặp anh Phúc ngoài đời á là tại cái quán mà anh Phúc vừa kể á. Thì lúc đó em thấy anh Phúc đi chung với lại rất là nhiều, khoảng 2-3 cô gái cũng chân dài luôn. Đi chung với anh em cũng ấn tượng rồi, hai bên cũng hai cặp hai bên luôn á. Có hai bông hồng cái bên. Ảnh là một ngôi sao superstar rồi. Thì em cái phản ứng đầu tiên mà em thấy mà đàn ông mà ngồi nhiều với mấy cô gái đẹp quá thì em cũng không quan tâm tới đâu, tại mình cũng lịch sự. Nếu mà mình để ý thì sợ bạn đối diện của ảnh hay là ngồi kế ảnh không có vui á. Cho nên là cũng làm lơ thôi, nhưng mà lâu lâu liếc xíu thì có. Nhưng mà thực sự là hồi từ lúc nhỏ là em có thần tượng Ưng Hoàng Phúc không? Dạ có. Lúc còn ở Cần Thơ thì em nhà có quán cà phê á, thì hay mở đĩa của Phúc. Cứ thà là như thế, thà là như thế đúng không? Như thế, rần như thế. Rần rần luôn, như người ta cứ nói đúng không? Đó, rồi sao nè? Rồi bao rồi khi nào thì hai đứa mới bắt đầu là nói chuyện với nhau? Có cơ hội làm việc chung với nhau. Thì làm việc chung là trong cái bữa tiệc hôm đó là anh Phúc thì chơi rất thân với chị Vân.
chị Quế Vân. Dạ, Quế Vân thì nói là ê cu ơi, sắp tới tao làm cái MV này, mày giúp tao mày làm mẫu trong MV được không? Đó, xong nó nói cái anh Phúc mới nói là mày kêu tao quay với ai. Anh Phúc mới nói chị Quế Vân mới nói là để tao mời Kim Cương quay với mày được không? Phải đúng không? Sao lúc đó Phúc sao? Không, lúc đó thì mới hỏi Kim Cương là ai. Kim Cương là ai? Trời, Kim Cương là siêu mẫu đó mày. Rồi tại vì lúc đó mình cũng bên ca sĩ, mình cũng chưa có quen trong cái giới người mẫu nhiều nên là cũng không có rành. Thì sau đó mới về mới search lên trên mạng, cái mới thấy Kim Cương, mới nói à cũng được. À, nhỏ này là quay với tao được nha mày. Cũng okay. Được nha, cái từ cũng được nha. Đúng không? À. Quay lúc clip. Đó là cái lần đó là Phúc tấn công Hột Xoàn hay là Hột Xoàn tấn công Phúc? Dạ lúc đó thì tụi em cũng chưa có tấn công đâu. Chỉ mới để ý thôi. Để ý nhưng mà dạ. Thực sự là để ý thường nó có cái kèo ngộ lắm, như là cái nhiều hơn cái ít hơn á. Dạ. Rồi cái nào là cái mà gọi là mở lời trước thì là thường là ai? Tại vì nếu như là bạn mà là idol của bạn này rồi thì thường sẽ là bạn này trước. Đó, nhưng mà trường hợp của Phúc là có giống vậy không hay dạ. Là ngược lại? Trường hợp của em là em trước. Em nói chuyện trước. Bởi chị hỏi em là vậy đó. Có nghĩa là trò chuyện nhiều hơn đó. Là trò chuyện nhiều hơn, chủ động nhiều hơn, đúng rồi. Đó là trong cái lúc làm việc dạ. Cho các MV đó đúng không? Tụi mình cũng có cảm tình, mình cũng có thích nên là đúng mình rồi. Cũng gọi là muốn nói chuyện nhiều hơn. Không có cảm tình thì sao về sệt. Đúng không? Dạ. Rồi. Mà hôm đó là sau khi quay xong là trong lòng em sao người Kim Cương? Em có tổn thức, em có nhớ nhung, em có... Tại vì thực sự á, khi mà mình đã thần tượng một người nào rồi á, mà mình có cơ hội mình tiếp cận, mình làm việc chung là... Trời ơi, mình... Phải nói là đã thực lắm. Sự á, đã mình... lắm. Mình chịu không nổi đâu, mình thổn thức mà mình lạ lùng dũng lắm. Dạ, đúng rồi, trong MV thì em cũng đóng vai là người yêu của anh Phúc. Cho nên là có những cái cử chỉ thân rất là thân mật trong MV nè. Nắm tay nhau hay ôm nhau này kia, thực sự thì... Em nói thật nha, thì thật sự em cũng thích. Thì sao xuyên Phúc biết không? Phúc biết không? Vậy nè, thường á, diễn á, giống như chị Hồng Vân đi diễn thì biết rồi. Thí dụ như chị diễn với một người mà đàn ông nào mà đẹp trai nọ thì giống như là chị phải tạo cái feeling để cho chị diễn đúng không? Để chị có cái gọi là... Cái cảm xúc đó. Cảm xúc. Thì Kim Cương á, thì rất là ngộ là diễn với người mình thích thì lại mắc cỡ. Có một cái gì đó giống như là mình cảm nhận được là cô này có hơi ngại ngại, chắc cô có thích mình hay sao mới ngại thường. Đúng không? Nếu mà bình thường là mình phải thoải mái mình ra, mình thoát mình ra, mình diễn thôi. Mình tạo một cái tâm lý cảm xúc thoải mái mình diễn thì mình rất là tự nhiên. Nhưng mà khi có cảm tình thiệt á thì lại rất là ngại e dè. Dạ thì lúc đó em cũng thích nhưng mà cũng muốn quay cho xong công việc. Rồi sau đó hẹn hò. Mình là đàn ông mà mình cũng ca sĩ, mình đâu có thể nào vồ vập mà hồ hởi ngay ngày đầu tiên được anh Thuận. Phải giữ giá chứ xin dạ, đúng không? Lịch sử. Xin số, lấy số điện thoại, giữ contact rồi từ từ mình nói chuyện sau. Mình vồ vập ngay ngày đầu tiên quá thì nó cũng kỳ. Nó ngọt. Người ta đánh giá mình chết. Rồi. Mà thực sự nào hôm đó em về em ngủ được không? Sau khi quay cái buổi hôm đó em về em ngủ được không? Em về thì em cũng nhớ nhưng mà em cũng mình cũng là người mẫu mà cho nên là mình cũng không thể nào mà mình vồ vập được. Cũng phải có giá của mình chứ. Mình cũng có cái giá của đúng mình rồi. Cho nên là em cũng rất là bình tĩnh và không bao giờ em nhắn tin cho Phúc. Nhưng mà em thấy lâu lâu sao em thấy Phúc đang làm gì đó người yêu. Qua đây gặp nhau chút xíu cho đỡ nhớ coi anh hay chọc em vậy đó. Có nghĩa là mình phải giữ giá người yêu, là đóng vai người yêu thì xong rồi hết quay rồi, hết clip rồi nhưng mà mình vẫn nhắn tin là nó lấy cái cớ là người yêu luôn. Giống như mình bị lậm vào nhân vật vậy đó. Đó, đúng không? Có nghĩa là bên này cái cảm giác này chị biết mà tại vì em biết không ngày xưa lúc mà chị với anh Tuấn Anh á là dạ. Quay trong cái thiên thai của chị Thanh Lan đó dạ. Cũng MV ca nhạc đó dạ. Thì cũng là một người từ thức, người tiên nữ đó rồi cũng quay kiểu yêu đương nhau đồ đó rồi tối chị... về rồi cũng đâu ngủ được đâu. Chị cũng vậy đúng không? Chị cũng giữ giá đúng không? Thì bởi vậy giữ giá chứ. Rồi anh ấy giá. Sao? Anh ấy sao? Dạ, giữ giá được có ngày một à. Rồi xả giá luôn. Xả giá luôn. Giữ được một ngày một. Đến khi nào thì em mới bỏ giá?
Dạ cũng khoảng tuần sau đó. Thì đó thì cũng cỡ tụi tôi thôi. Sao rồi đó. Cũng cỡ tụi tôi. Tụi tôi quay cái đó 3 ngày thì có ngày thứ tư tụi tôi bỏ giá thì là bên đây cũng hơn được tuần ngày rồi. Hơn được ngày 2 ngày thôi chứ. Rồi bỏ giá rồi. Lần đầu tiên hai người hẹn hò là như thế nào? Đi ăn rồi xong sau đó về thì ngay cái thời điểm đó là thời điểm mà gần Tết đúng không? Thời điểm mà cận Tết. Em lại phải đi diễn. Em phải đi diễn. Đi gần một tháng, đi gần tháng. Thì trong cái thời gian lúc đi đó là hai đứa nhắn tin với nhau. Rồi em còn lấy buồn quá không biết làm gì, bắt đầu lấy tuổi của cô này ra, cái tuổi của em. Bắt đầu mới coi trên mạng thì coi không? Tuổi coi như cô này là tuổi gì, rồi mình tuổi gì, có hợp không, có tới nhau được hay không. Thì lúc đó đang đi diễn mình suy nghĩ gì đó. Mà trong lòng thì đi được diễn được tuần rồi cũng thấy nhớ bắt đầu nhắn tin thì đó thì lấy cái câu chuyện người yêu đang làm gì, người yêu người yêu mà không đang đóng trong phim là người yêu cái thằng mới bắt đầu thấy trả lời lại bắt đầu tiếp thì nguyên một tháng đó là nhắn tin và nhắn tin cái lúc nhắn tin đó là đã cũng thổ lộ là thích nhau rồi đó thì sau một tháng về là bắt đầu hẹn hò. Sau một tháng vậy là hẹn hò. Cái phút giây mà gặp lại đó, sau một tháng không gặp mà chỉ trời, có nhắn tin. Nó mãnh liệt chưa? Nó gần gần nó drama lắm đúng không? Nó drama lắm đúng không? Có nhào tới ôm đi đó. Tới bao lâu thì hai đứa mới chính thức gọi là công khai cái tình cảm? Thì công khai xong là cưới luôn đó đúng không? Dạ. Ở đó chị nhớ rồi đó là cưới gì? Em cưới 2018 mà. Nhưng mà em kết hôn sau khi một năm em yêu nhau. Hai đứa coi như là chính thức là của nhau. Lúc đó chị nhớ là báo lúc mà bắt đầu đăng rần rần lên là Phúc với Kim Cương cái là chị thấy là tụi em xây dựng là gia đình luôn á. Dạ. Nếu mà nói đúng ra là khoảng sau đó 6 năm thì tụi em mới cưới. Tức là tụi em quen nhau là năm giữa năm 2011 và đầu năm 2012. Thì xong rồi khi mà tụi em quen nhau rồi thì tụi em về sống chung với nhau. Rồi tới năm 2016 tụi em mới có đứa con đầu tiên, Quốc Minh. Sau đó 2 năm thì tụi em mới làm đám cưới năm 2018 đó. Dạ. Ủa nhưng mà là trong cái thời gian mà hai bạn yêu nhau đó thì nó có xảy ra những cái biến cố, những cái trục trặc gì không? Có cái vụ mà Phúc bị bệnh đó đúng không? Dạ. Đó chị cũng chỉ có theo dõi trên báo thôi. Chứ còn mình biết cái ngành của Phúc với lại ngành của chị là có đời nào mà gặp nhau được đúng không? Dạ. Biến cố thì em nãy em tưởng đâu là anh hỏi là hai đứa có gây gỗ hay là có biến cố gì giữa tình cảm hay không. Cái đó cũng là một đó. Cái đó cũng là một trong những cái mà mình muốn hỏi luôn á. Cũng có mà nó ít lắm, nó nhỏ lắm. Nhưng mà cái vấn đề hồi nãy anh Thuận mà mới nhắc đó, thì cái đó mới vấn đề lớn. Tức là khi mà tụi em về sống chung với nhau từ năm 2012 thì tụi em tới năm 2015 là trong 3 năm đó thì đột nhiên em bị chấn thương trở lại. Mà lúc đó là em đang thi một cái chương trình truyền hình thực tế và em lọt được vào tới vòng thứ 6 rồi. Và đúng ra là khán giả còn bình chọn cho em để em được vào tiếp nữa. Tức là cái vòng đó là em được vô tiếp đó. Nhưng mà em sau 6 vòng á, tức là thi là từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 thi. Thì nguyên một tuần dài như vậy từ thứ 2 đến thứ 6 là mình phải tập liên tục, tập hát rồi tập nhảy, nói chung là vận động liên tục. Và sau 6 tuần đó thì cái chấn thương của em nó đau nặng quá. Và giống như là nó tới cái giai đoạn là đau cấp luôn rồi. Em không thể nào tập nổi nữa. Mà nó nhức cái trong người, nó nhức dữ lắm. Thì em lên trên sân khấu vòng thứ 6 đó em đứng luôn, em nói là em chắc em xin rút. Thì em định về em đi mổ lại. Em đã từng phẫu thuật 4 lần rồi thì em định phẫu thuật lên thêm lần nữa. Thì đứng trên sân khấu em nói như vậy, em xin rút. Và sau cái đêm hôm đó về á, thì có một cái vị bác sĩ đã thấy em trong cái chương trình truyền hình thực tế đó, nói em định đi mổ lần nữa. Thì bác em mới gọi cho vợ của em và kêu em là khuyên em là đưa tới cho bác chữa mà đừng cho Phúc đi mổ nữa. Tại vì Phúc đã phẫu thuật 4 lần rồi, mổ nữa nguy hiểm. Đó thì từ đó là khi mà qua gặp cái người bác sĩ mà sáng chế ra cái phương pháp mà chữa em hết tới bây giờ đó. Là tới bây giờ là 2020 là 5 năm rồi, là em hết hẳn tới bây giờ luôn. Và hay năm quá. 2018 thì bác em bắt đầu là làm đám cưới, tổ chức đám cưới với vợ. Hay quá. Có phải là chính nhờ cái phương pháp đó
mà bây giờ Phúc và Kim Cương đã coi như là thành lập, có nghĩa là một cái cơ sở để gọi là để mà phục vụ, để cho những người giúp những người bị đệm đúng không? Đó. Nhưng mà cái thời điểm mà Phúc bị bệnh vậy đó, lúc đó em sao? Em đồng hành cùng anh Phúc. Đương nhiên là em đồng hành, nhưng mà chị đừng nói cái cảm giác của em có, rồi em có sợ, em có giống như là, đương nhiên là mình không dám nói cho chồng mình biết, nhưng mà lúc đó là mình phải tự chịu đựng một mình đúng không? Chứ mình mà bi quan nữa là chồng mình còn mệt mỏi nữa. Tại vì thời điểm em quen là lúc đó là anh Phúc cũng vừa mới hết bệnh thôi. Có nghĩa là bệnh nó cứ diễn biến triền miên. Cho nên là khi mà em quen thì lúc đó cũng mới hết bệnh, mà em cũng không biết cái quá trình ảnh bệnh nữa. Nhưng mà khi mà quen được khoảng tới 1-2 năm sau, lúc đó là trong người anh bắt đầu nó đau hoài. Và hai vợ chồng cứ phải đèo nhau đi đến chỗ này chỗ kia để chữa bệnh. Đó là như vậy. Mà nhiều khi anh đau, anh nằm sắp ở trong nhà, anh nằm sắp xong anh ngồi không được, anh phải nằm mà nằm sắp nha. Em mới nói, nhiều khi em nghĩ trời ơi, không, chắc cuộc đời mình lấy một người chồng mà tàn phế luôn như thế này ha. Nhiều khi mình tự hỏi bản thân em luôn á, là như vậy. Tại vì thấy anh đau, anh nằm một chỗ đó. Nhưng mà rồi cũng cố gắng vượt qua, cho đến cơ duyên gặp được bác thì hết hẳn luôn. Và đến 2018 thì tụi em mới cưới nhau. Lần đó là em đau nặng quá và em chịu không nổi nữa, là em phải đi mổ lần đầu tiên. Lần đầu tiên là năm 2001 đó. Tới năm 2007 em mổ lại lần nữa. Rồi trong 2 năm sau đó nữa thì em không dám mổ hở nữa, và đi nội soi. Là liên tiếp là 15 năm là phải trải qua 4 ca phẫu thuật, là hai phẫu thuật mổ hở và hai phẫu thuật mổ nội soi. Tại sao phải làm nhiều lần, là bởi vì nó cứ đau dai dẳng, nó tái đi tái lại hoài, mình không hết hẳn được. Trời ơi, mà em đồng hành đó bao nhiêu năm ha? Dạ, đồng hành với cái nỗi đau đó bao nhiêu năm trời? 15 năm. Và có những khoảng thời gian là mình biết là Phúc là phải nghỉ ngưng hát một khoảng thời gian rất là lâu. Đó, trời ơi. Trời ơi. Thôi vậy bây giờ là vui rồi ha. 5 năm nay là đã là coi như mọi thứ là ổn hết rồi em ha. Bình phục hoàn toàn luôn. Coi như là lúc khi mà em gặp bác là coi như bây giờ em bắt đầu renew lại từ, gọi là giống như từ đầu luôn. Dạ, từ đầu luôn. Tái sinh đó chị. 2016. Đó, bây giờ có nghe nè. Rồi ảnh đó, thần tượng của mình, rồi là người yêu của mình, rồi về nhà bệnh rồi có mình chăm sóc nữa. Vậy thì có lúc mà, có nghĩa là trong tình yêu á, ảnh có lãng mạn như những cái ca khúc mà ảnh hát không Kim Cương? Ngày thường thì không có lãng mạn lắm đâu, nhưng mà anh Phúc anh rất có ý thức vào những cái dịp mà lễ tình nhân hay là những cái dịp sinh nhật thì lúc nào cũng làm nhiều cái điều bất ngờ cho em. Ngày thường thì cứ bình thường, ông xã bà xã bình thường thôi. Điều bất ngờ mà em nhớ nhất trong cái lần mà ảnh thể hiện đó là cái lần nào? Em nhớ là 2012 á. 2012 thì ảnh hai người quen nhau rồi thì sinh nhật đầu tiên của em á, là ảnh có đặt một nhạc sĩ viết một cái bài hát về tình yêu. Rồi sau đó ảnh làm một cái buổi tối, một cái buổi tiệc dinner xong thì kêu em tới, thì em ở nhà em chạy ra em cũng không biết là ảnh làm gì luôn. Nhưng mà khi đến đó thì thấy là ảnh trang trí hoa, rồi cái bàn ăn dự có hai người thôi. Đó, rồi có piano. 2012. Dạ. Còn cái gần mới nhất đây đó thì là cái gì? Mới nhất đây là sinh nhật em 8 tháng 3 vừa rồi. Mới đây. Ồ, sinh nhật em ngay ngày 8 tháng 3 luôn. Dạ. Dạ. Ôi, em có nghĩa là luôn. Như vậy anh Phúc anh lời. Anh Phúc anh lời. Em lời quá. Tại vì hai dịp đặc biệt trong một ngày. Và ngày mùng 7 Tết thì em cũng hơi bất cẩn là để làm mất cái nhẫn đính hôn của anh đính hôn cho em. Cái nhẫn đó là chồng em quỳ giữa biển, ở giữa dưới biển đó, tặng mất em hả? Là em là mất. Xong rồi em cũng buồn, nằm gọi là em nằm buồn dồi dào mấy ngày trời luôn. Anh Phúc có buồn không? Anh Phúc có buồn không? Anh nói thôi mất thôi, cũng đi thay người mới, anh mua cái mới bự hơn. Dạ. Anh nói như vậy thôi, thì đến sinh nhật anh mua cho em cái mới. Có giống cái cũ không? Hay là bự hơn? Cái to hơn. Khán giả chắc là khoái cái phần này lắm nè. Ở chung với ổng có thấy ổng lòi ra cái tật xấu gì không? Đó, Kim Cương. Siêng không? Có siêng không hay là làm biếng? Dạ, như chị Vân biết thì nghệ sĩ, mà nhất là những người mà ngôi sao ca nhạc như anh Phúc thì chắc chắn thì họ sẽ sống theo cái feeling của họ. Họ không thể nào mà họ giống như mình được á, nhưng mà họ giống như em thì chắc họ là em rồi. Cho nên là nhiều khi em về em sống thời gian em cũng hiểu được là ảnh có những cái
cái riêng của ảnh. Nhiều khi ảnh đánh vô toilet ngồi chống một thiệt lâu vậy đó. bao lâu ảnh sáng tác đó. Ngồi chỗ ngoài vậy đó, kiểu vậy đó. Em ngày này nhiều khi em đợi hoài không được thì em hói kiểu vậy đó. Hoặc là dù như kêu ăn cơm, dọn cơm ra rồi đồ ăn hâm nóng hết rồi mà ngồi xuống lướt điện thoại coi gì không biết nữa, thiệt lâu, cơm nguội canh lạnh hết trơn rồi mới ăn kiểu lề mề đó đúng không? Dạ lề mề, lề mề đó. Đó. Nó quan trọng là ở trong toilet sáng tác đó. Đó. Bây giờ khán giả, đặc biệt là fan hâm mộ anh Quang Phúc biết được cái có nghĩa là cái cách mà anh sáng tác bài hát nó hay là ở chỗ nào đó. Tại vì anh Quốc Thuận nghe Kim Cương kể á, thì anh Quốc Thuận nghĩ là nó lâu lắm, nhưng mà thực sự đối với em đâu có lâu đâu. Tại vì Kim Cương quá nhanh. Lúc em lấy Kim Cương về đó thì thấy cô ấy là một cái người gọi là nhanh nhẹn, khá nhanh nhẹn và làm việc cái gì cũng gọi là rớp rẽn á, rớp rẽn đó. Một người mà làm giống như làm hơn 2-3 đứa nữa. Tức là nếu mà thấy Kim Cương ra làm việc thì 2-3 đứa nhân viên, 2-3 đứa mà gộp lại mới bằng hình bả đó. Đúng rồi, thăng thắt đó. Thì cái kiểu nhanh và nhanh nhưng mà không có ẩu nha. Nhanh nhưng mà làm rất là chính xác và rất là tươm tất. Đó là lý do tại sao em tự nhiên càng ngày mỗi ngày cái em nhìn thấy được cái đó. Em cũng có sự thay đổi cho mình. Nhanh hồi xưa thì em hay gọi là chậm. Rồi thôi mình cứ cái gì đó mình cứ cái việc danh là rùa bò lật ngựa nữa. Rùa bò lật ngựa. Đi nói kia. Tại vì chậm quá nó nói là rùa bò lật ngựa. Tức là ngày xưa con rùa nó đã chậm rồi. Đã, đúng rồi. Ngày xưa ở chậm 1.5 tiếng, bây giờ là bớt lại còn 1 tiếng. Cũng cũng có cái gì cao lắm, là cao lắm. Con rùa nó giờ nó hết lật ngựa chứ làm dữ vậy. Không điểm hối riết là cũng giờ nhanh được xíu rồi. Là nhanh lên được nửa tiếng đó đúng không? Tại vì Kim Cương rất là nhanh. Thì khi mà về ở chung thì chắc chắn là phải có người này học người kia hoặc là người kia học người nọ để nhường nhịn nhau để thay đổi. Thì chính em là người thay đổi cái nhanh lên. Nhanh lên. Thì bây giờ em thấy là cái thay đổi đó là đúng. Nói chung là công việc của em hay là cái gì á, em nhanh á, em thấy bây giờ nó rất là cái lợi thế. Hoặc là hồi trước đây, hồi xưa đó, khi lúc mà em bệnh á, thì dĩ nhiên con người mình nó mệt mỏi, nó uể oải thì nó lười và nó làm biếng lắm. Đi hát hay là này kia rồi nó cũng không có gọi là nó không có thoải mái và không có chủ động. Nhưng mà khi bắt đầu tập được cái tính siêng rồi ha, thì sau này công việc đi hát của em á gọi là lúc nào cũng xô chậu là tươm tất và tới lúc nào cũng trước ít nhất là khoảng nửa tiếng đồng hồ rất để rèn, đợi rất rèn. Và em bỏ luôn những cái suy nghĩ hồi trước đây có những cái ca sĩ mình nghĩ là ngôi sao rồi phải tới giờ trễ chút phải tới cho người này hát cho người kia trước, nhưng mà em không có cái tính đó. Thì em chỉ có bị hơi lười thôi. Nhưng mà từ khi về làm việc và sống chung và làm việc với Kim Cương rồi thì em thay đổi. Bây giờ là cái công việc của em nó càng ngày càng tốt lên. Và em thấy cái sự thay đổi nó tốt thật. Tới lúc nào cũng tới sớm hơn. Mình có thể mình đợi người khác cũng được, hoặc là nhường người khác cũng được, nhưng mà bắt buộc phải tới trước giờ. Tôi biết lý do tại sao. Tại vì nếu không tới trước giờ là sẽ bị bên đây hối. Đúng đó. Đúng không? Hối kiểu lên lên đi, trễ giờ bây giờ mấy bà quản lý ấy vậy lắm. Ủa mà giờ lạc đề nữa. Đang là cái đề gọi là tật xấu. Để tật xấu. Tật xấu, là... tật xấu là lười biếng, tật xấu là lười biếng hay lề mề. Rồi sao? Ông Sàng nói tiếp đi em. Ông Sàng nói tiếp đi em. Anh còn sở đoản, anh có cái sở thích gì mà lạ lùng sủng không? À dạ, có một cái sở thích này cũng không có lạ lắm, nhưng mà nó cũng có thể đó là một cái thú vui của ảnh ngoài cái việc ca hát của ảnh ra. Đó là cây kiểng á. Thích chơi kiểng. Anh mê tới gọi là, tất nhiên là nhà của em thì không quá lớn, nhưng mà bây giờ chỉ còn được mỗi cái đường đi vô đi ra thôi. Còn như là để kiểng hả? Dạ, anh thích để kiểng ở trên lầu. Vậy là một sở thích là già nua trước tuổi đó. Dạ. Ôi, mình cũng vậy. Thì em cũng già nua trước tuổi. Dạ. Đó đó. Những người mà mê cây kiểng, chăm cây kiểng thiệt là tốt, thiệt là đẹp là những người mà phải là đầm và gọi là ấy mới chăm được. Không, thật ra nó rất vui. Vui mà. Nó vui lắm chị. Mình nhìn thấy cái cây mà nó tươi tốt, với lại một ngày mình lên mình nhìn thấy cái chòi á, từ bắt đầu nó nở hoa rất là vui. Đúng rồi. Mà nghe tiếng chim hót nó trời đã. Ôi, bác Thuận bữa nãy có cái cặp kia chào chị Dân, chào chú Thuận. Tin không? Té ghế luôn mà nhục á, té ghế luôn. Thương dữ vậy đó hả? Cái thương vậy luôn đó. Chào chị Vân mà chào chú Thuận. Chị Vân, chào chú Thuận. Cặp người nước ngoài luôn. Chồng người nước ngoài chào vậy luôn. Bởi vì tôi ghét tụi này mỏi luôn. Rồi sao nè, còn gì còn nữa không? Còn cái gì nữa không? Khui đi em, đây là cơ hội để em khui đó. Tính ra thì chồng em cũng không có nhiều tật xấu lắm đâu. Chỉ như vậy thôi. Ủa nhưng mà cái chơi cây kiểng nó đâu có xấu đâu.
À không, đó là cái đam mê. Hồi nãy là chị hỏi là hỏi cái đam mê. Tức là một cái sở thích khác biệt. Như vậy là không có xấu đúng không? Dạ đúng rồi. Chỉ có hơi lề mề thôi đúng không? Rồi bây giờ đã thay đổi luôn rồi đúng không? Rồi bây giờ tới phút đó, cô ấy có thật xấu gì không? Dễ kể à, kể đi rồi về cắt lương. Thật xấu thì cũng quản lý không có thật xấu nhiều, nhưng mà chỉ có cái là hung dữ với chồng. Hung dữ. Nhiều khi la mà kiểu mình nghe riết cái tiếng càm ràm đó mình bất bực. Mình nghe mình bực, nói hoài mình hết, nên rất là dễ quạo. Đó, bà hung dữ cỡ nào đó, nói chị em tả chị coi cái. Ồ, dữ lắm chị ơi, dữ lắm. Kể đi Phúc. Tức là cũng là nếu mà ra chiến với em là chắc cũng ngang ngửa cỡ em đó, chứ không có thua đâu. Dữ dằn à nha đó hả? Dữ dằn à nha. Dữ dằn à nha. Có khi nào mà nổi điên mà đập đồ gì không? Đập đồ thì không có, nhưng mà đập em thì có. Cha dữ dằn à nha. Có như quăng hột xoàn vô mặt á. Trời ơi. Mà em đó thì em mỗi lần phụ nữ mà đứng kế em mà đánh em á thì là em sợ em đánh lại. Nên là em chạy. Cái đường theo em là em né, em chạy thôi. Tại vì em sợ em đứng đó là em đánh lại là sẽ rất là đau và nguy hiểm. Nên là em biết là né trước là thôi là đi chạy, đi là đi em chạy luôn. Là chạy theo là em né ra cái chỗ khác. Là bỏ chạy nó nào bỏ chạy tôi lén đóng cửa luôn không? Đóng hoài gì? Mà đứng ngoài chắc tức đúng không? Ê, rồi mỗi lần như vậy rồi sao mà xả được kim cương? Ông bỏ chạy rồi sao mà xả được? Nói chung là em biết cái nết em cũng dữ lắm. Là tại vì giờ em cũng hay hối thúc công việc, với lại những cái công việc mà gọi là những cái công việc không tên nó cứ phải làm cho mình bị áp lực á. Hoặc là em thì làm kinh doanh về online, nhiều khi ban ngày nhiều cái tiếng động xung quanh ở bên ngoài nó làm cho mình nhiều khi mình cũng bị stress. Rồi hoặc là thấy ảnh chần chừ lâu quá thì em hay hối, rồi xong rồi em la vậy thôi chứ em không có hung dữ gì hết á. Không có hung dữ gì hết. Rồi có còn tật gì nữa không em? Thêm tật xấu đi Phúc, này là chưa đủ thời lượng. Tại vì tật xấu thì em không thấy nữa. Chỉ vậy thôi. Ví dụ nấu ăn rồi cách chăm con rồi đó, rất những cái đó thì rất là hoàn hảo. Rồi chăm con thì số 1 rồi, không ai thương con và chăm con kỹ và tốt như kim cương. Chị hỏi nhỏ nè, rồi quản lý em á, rồi tiền bạc nó có dồi dào không hay là nó kẹo? Trời, dĩ nhiên chị dồi dào chứ, giữ tiền của em phải dồi dào chứ. Tức là nó không có kẹo với em đúng không? Không có kẹo với em. Vậy được. Không có kẹo với em. Chứ nó kẹo là chết đó. Kẹo lại bỏ lâu rồi. Rồi nó có ghen với em không? Cái đó thì khỏi nói rồi. Không có cơ hội nào để được làm cho ghen. Vậy luôn á. Vậy là quản lý quá chặt luôn rồi. Em nghĩ chặt lắm đó. Coi như là chặt lắm luôn rồi đó. Bây giờ không, em mới thấy là không kẻ hở luôn đúng không? Trước em thấy là em nghĩ là chắc cũng hở hở, nhưng mà không. Bích, giờ 10 năm rồi bích cửa luôn. Trời ơi. Ê, nhưng mà về cái vấn đề chi tiêu quản lý kinh tế là cô ấy là chặt chẽ luôn đúng không? Chi tiêu, quản lý chi tiêu thì Kim Cương là một người cũng khá là phóng khoáng. Không đến nỗi keo kiệt. Nhưng mà cũng biết tích góp tích lũy cho chồng. Xài đúng. Chứ nhưng mà không phải là keo nha, tức là vẫn khi cũng mua đồ hiệu cho chồng, rồi đồ chồng đi diễn là phải nhà thiết kế công trí, rồi nói chung đẹp. Là cũng phải cái này cái kia cho chồng. Nói chung là không có phải là lấy tiền chồng xong rồi cất cái đó rồi ấy, phải chăm lo cho chồng dữ lắm. Không có lấy tiền chồng mà gom lại đi mua hộp xe. Không có gom lại mua đâu chị. Bắt chồng mua để cho nó có cái gọi là bằng chứng đàng hoàng, anh mua cho tôi nghe. Đúng không? Tôi lấy tiền tôi đi mua. Mua à, đúng không? Trời ơi, hai đứa này quá hạnh phúc luôn. Bây giờ nó không có kẻ tật xấu gì hết trơn. Vì sao vậy? Giờ là em có muốn hai đối phương của mình thay đổi một điều gì đó để mà hoàn thiện hơn không? Cho cuộc sống vợ chồng, em có muốn Kim Cương thay đổi gì không? Bớt hung dữ lại không? Bớt rượt em không? Bớt rượt. Mong muốn luôn đi, năn nỉ nó luôn đi. Có một điều gì mà Kim Cương hay nhắc em hoài mà nói em thay đổi. Nhưng mà em nghĩ cái đó là cái tính của mình rồi. Nhiều khi tính em á thì nó cũng trầm tính, ít nói, ít chia sẻ, nhưng mà mặc dù là nội tâm thì rất là tình cảm. Nó là anh bạn của anh trong nghệ sĩ rất là đông, rất là nhiều.
nhưng mà em thấy anh ít ngoại giao quá, anh ít giao du với họ quá. Nhiều khi mình nghĩ do cái đông đó mà mới ít giao du đó, nhiều khi đông quá mà bạn đông quá mình giao du với người này giao du với người kia thì nó cũng mất lòng, mất lòng nhiều lắm. Rồi đó những cái mà Kim Cương nhắc khéo, nhưng mà mình thấy là thôi, để dĩ nhiên là bây giờ mình có gia đình rồi chứ nó không phải giống như còn độc thân và còn trẻ giống hồi trước mà mình đi giao du đi đâu nhiều. Thôi thì dĩ nhiên là sau này anh sẽ cố gắng thay đổi tí xíu, tức là mở ra dành mở cái ra. Thời gian cho mình gặp gỡ những đúng người rồi. Bạn của mình, những người thân nghệ sĩ của mình nhiều hơn nữa. Đó, thì cái đó thì em nghĩ là em sẽ thay đổi. Đó là cái mong mỏi của Kim Cương đối với Phúc đúng không? Còn nãy thôi sẵn em nói luôn cái mong mỏi của em đối với Kim Cương đi. Nãy chị vạch đường cho em chạy rồi đó mà em không đà đó, em bớt nói rượt. Luôn. Bớt rượt Phúc là. Phúc mong muốn Kim Cương thay đổi điều gì? Đó. Muốn Kim Cương thay đổi những cái gì mà Kim Cương đang làm tốt rồi đó. Muốn Kim Cương làm tốt hơn nữa. Còn thôi cái cá tính và những cái bản tính của em thì thôi cứ giữ vậy đi để cho nó đẹp. Cho vui cửa vui nhà. Dạ, vui cửa vui nhà. Nhiều khi em cũng muốn chạy marathon ra. Dạ, lâu lâu có cái cằn nhằn vậy em cũng vui chứ nhiều vui. Khi ở trong nhà mà chiều em riết em cũng thấy chán, thấy buồn lắm. Bây giờ hỏi lại Kim Cương nè, ngoài cái việc là mong muốn là Phúc sẽ mở rộng cái mối quan hệ thêm nữa thì còn mong muốn Phúc thay đổi điều gì nữa không? Về sống với nhau gần 10 năm rồi thì em thấy anh Phúc đã thay đổi vì em và vì gia đình rất là nhiều rồi. Thực sự thì em thấy thay đổi mỗi ngày và em cũng không có mong muốn là anh thay đổi hơn gì nữa đâu. Tại vì em cũng muốn cho anh sống đúng với anh để anh còn là một ca sĩ, anh còn là một ngôi sao. Chứ bây giờ anh thay đổi quá, anh sẽ là người bình dân, bình thường giống như em rồi. Thế là anh có một cái đặc tính riêng, có một cái bản sắc riêng. Thôi vậy là quá tuyệt rồi. Đẹp quá. Chúng tôi chỉ còn nói được một câu thôi là cảm ơn hai bạn đã đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Chúc hai bạn lúc nào cũng son như vậy, cũng hạnh phúc như vậy, thành công như vậy. Dạ vâng. Chúc phúc. À. Chúc phúc. Dạ vâng, cảm ơn chị Vân và cảm ơn anh Quốc Thuận. Cảm ơn chương trình cũng đã tạo điều kiện để cho hai vợ chồng em có dịp ngồi giao lưu với anh chị và cũng như chia sẻ những cái điều bí mật nho nhỏ của hai vợ chồng. Cảm ơn tất cả quý vị. Đó là